Cô chào các em. Trước khi đến với bài học hôm nay, cô muốn các em hãy cùng cô quan sát bức tranh này nhé. Các em biết không, trong bức tranh này có hình ảnh một cụ già râu tóc bạc phơ đang ngồi. Có một nhóm người ở trước mặt, già có, trẻ có, đang đứng theo thứ tự và cung kính vái lạy. Vậy những người này là ai và tại sao họ lại có những cái thái độ cung kính như vậy? Cô cho chúng ta cùng tìm hiểu qua bài tập đọc. Hôm nay chúng ta học nghĩa thầy trò theo tác giả Hà Ân nhé. Bây giờ các bạn hãy bỏ sách giáo khoa, theo dõi cô đọc và cho biết bài này chúng ta có thể chia làm mấy đoạn nhé. Nghĩa thầy trò. Từ sáng sớm, các môn sinh đã tề tiệu trước sân nhà cụ giáo Chu để mừng thọ thầy. Cụ giáo đội khăn ngay ngắn, mặc áo dài thâm ngồi trên sập. Mấy học trò cũ từ xa về phân biếu thầy những cuốn sách quý. Cụ giáo hỏi thăm công việc của từng người, bảo ban các học trò nhỏ rồi nói: Thầy cảm ơn các anh. Bây giờ nhân có đông đủ môn sinh, thầy muốn mời tất cả các anh theo thầy tới thăm một người mà thầy mang ơn rất nặng. Các môn sinh đồng thanh dạ rang. Thế là cụ giáo Chu đi trước, học trò theo sau. Các anh có tuổi đi ngay sau thầy, người ít tuổi hơn nhường bước, cuối cùng là mấy chú tóc để trái đào. Cụ giáo Chu dẫn học trò đi về cuối làng, sang tận thôn đoài, đến một ngôi nhà tranh đơn sơ mà sáng sủa, ấm cúng. Ở hiên trước, một cụ già trên 80 tuổi, râu tóc bạc phơ đang ngồi sưởi nắng. Cụ giáo Chu bước vào sân, chắp tay cung kính vái và nói to: Lạy thầy, hôm nay con đem tất cả môn sinh đến tạ ơn thầy. Cụ giáo già tóc bạc ngước lên, nghiêng đầu nghe, cụ đã nặng tai. Thầy giáo Chu lại nói to câu nói vừa rồi một lần nữa. Thì ra đây là cụ đồ xưa kia đã dạy vỡ lòng cho thầy. Tiếp sau cụ giáo Chu, các môn sinh của cụ lần lượt theo lứa tuổi vái tạ cụ đồ già. Ngày mừng thọ thầy Chu năm ấy, họ được thêm một bài học thấm thía về nghĩa thầy trò theo Hà Ân. Các bạn thấy ở trong bài này có những từ như cụ giáo Chu, tức là Chu Văn An, ông sinh năm 1292 và mất năm 1370, một nhà giáo nổi tiếng đời Trần, môn sinh, học trò của cùng một thầy giáo. Áo dài thâm, nghĩa là áo dài màu đen, sập, giường gỗ, mặt liền với chân, xung quanh có diềm. Vái, chắp tay giơ lên hạ xuống, đồng thời cúi đầu để tỏ lòng cung kính. Tạ, nghĩa là cảm ơn hoặc xin lỗi một cách kính cẩn. Cụ đồ, người dạy chữ nho thời trước, vỡ lòng hoặc là bắt đầu học chữ. Và đây các bạn quan sát, đây là hình ảnh cụ giáo Chu Văn An, ông sinh năm 1292 và mất năm 1370. Vậy sau khi đã nghe cô đọc và theo dõi, các bạn thử cho cô biết xem bài này chúng ta có thể chia làm mấy đoạn nhỉ? Bài này chúng ta có thể chia thành 3 đoạn. Đoạn 1, từ đầu cho đến rất nặng. Đoạn 2, từ chỗ các môn sinh cho đến tạ ơn thầy. Và đoạn 3 là phần còn lại. Vậy sau khi đọc bài này xong, chúng ta thấy có những từ mà chúng ta hay đọc sai như tề tiệu, sưởi nắng, ngước lên. Bây giờ các bạn hãy nghe cô đọc những từ này lại một lần nữa nhé. Tề tiệu, sưởi nắng, ngước lên. Ngoài những từ mà chúng ta hay đọc sai ra thì còn có những câu dài, các em lưu ý cái cách ngắt nghỉ nhé. Ví dụ như cô có câu sau: Thầy cảm ơn các anh. Bây giờ nhân có đông đủ môn sinh, thầy muốn mời tất cả các anh theo thầy tới thăm một người mà thầy mang ơn rất nặng. Vậy thì ở câu này chúng ta ngắt nghỉ như sau. Rồi, bây giờ các bạn nghe cô đọc lại câu này một lần nữa nhé. Thầy cảm ơn các anh.
Bây giờ nhân có đông đủ môn sinh, thầy muốn mời tất cả các anh theo thầy tới thăm một người mà thầy mang ơn rất nặng. Vậy thì khi đọc bài này, toàn bài chúng ta đọc với giọng nhẹ nhàng, trang trọng. Lời của thầy giáo Chu với học trò thì ôn tồn thân mật, còn nói với cụ già thì kính cẩn. Bây giờ các bạn hãy nghe cô đọc lại bài này một lần nữa nhé. Nghĩa thầy trò. Từ sáng sớm, các môn sinh đã tề tựu trước sân nhà cụ giáo Chu để mừng thọ thầy. Cụ giáo đội khăn ngay ngắn, mặc áo dài thông ngồi trên sọc. Mấy học trò cũ từ xa về dâng biếu thầy những cuốn sách quý. Cụ giáo hỏi thăm công việc của từng người, bảo ban các học trò nhỏ, rồi nói: Thầy cảm ơn các anh. Bây giờ nhân có đông đủ môn sinh, thầy muốn mời tất cả các anh theo thầy tới thăm một người mà thầy mang ơn rất nặng. Các môn sinh động thanh dạ ran. Thế là cụ giáo Chu đi trước, học trò theo sau. Các anh có tuổi đi ngay sau thầy, người ít tuổi hơn nhường bước. Cuối cùng là mấy chú tóc để trái đào. Cụ giáo Chu dẫn học trò đi về cuối làng, sang tận thôn đoài, đến một ngôi nhà tranh đơn sơ mà sáng sủa, ấm cúng. Ở hiên trước, một cụ già trên 80 tuổi, râu tóc bạc phơ đang ngồi sưởi nắng. Cụ giáo Chu bước vào sân, chắp tay cung kính vái và nói to: Lạy thầy, hôm nay con đem tất cả môn sinh đến tạ ơn thầy. Cụ già tóc bạc ngước lên, nghiêng đầu nghe, cụ đã nặng tai. Thầy giáo Chu lại nói to câu nói vừa rồi một lần nữa. Thì ra đây là cụ đồ xưa kia đã dạy vỡ lòng cho thầy. Tiếp sau cụ giáo Chu, các môn sinh của cụ lần lượt theo lứa tuổi vái tạ cụ đồ già. Ngày mừng thọ thầy Chu năm ấy, họ được thêm một bài học thấm thía về nghĩa thầy. Cô trò chúng ta vừa luyện tập xong bài tập đọc. Vậy để biết được nội dung của bài này là gì, các bạn hãy trả lời bộ câu hỏi của cô ở trong phiếu bài tập nhé. Và trong quá trình trả lời câu hỏi, nếu có điều gì thắc mắc, các bạn cứ mạnh dạn hỏi cô. Cô chờ các bạn. Bây giờ, cô chào các bạn. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi.